Hễ mỗi lần mà vợ chồng tôi nhắc nhở thì chị lại lôi cái sự mồ côi mẹ của nó ra, khiến vợ chồng tôi không thể nào nói được gì. Kìa Minh, bây giờ tôi sẽ không mềm lòng nữa. Anh chị nhớ giùm tôi, nếu từ bây giờ hai người còn tiếp tay hoặc bao che cho nó mỗi khi mà nó làm chuyện không đàng hoàng, thì đừng trách tôi vô tình. Dạ, dạ. Tôi xin phép. Xin phép. Mình uống nước đi. Mình à, mình bớt nóng giận đi nha. Mình bình tâm lại. Mình biểu tụi bớt giận sao được. Đã chiều hư thằng Tiến thì thôi, lại còn lôi em Thảo ra làm lá chắn mỗi khi tôi phiền trách. Nếu không nể tình, vì họ là người thân của em Thảo, thì tôi đã không để cho họ ở trong cái nhà này từ lâu rồi. Mình à, ít khi em thấy mình tức giận tới mức này đó. Em biết, chẳng qua là mình lo cho Đức Tiến. Nhưng mình à, mình cũng đừng có nặng lời quá, tội nghiệp cho chị Trang với anh được. Họ cũng là vì thương thằng Tiến, có điều là cách thương của họ không giống mình thôi. Chắc là mình chưa quên cái ngày mà em Thảo mới mất. Lúc đó nếu mà không có dì Trang với lại cậu được, thì vợ chồng mình không biết xoay sở cách nào nữa. Em mang ơn họ lắm mình à. Đối với chị Trang, thằng Tiến có khác nào là con của cổ. Vì nó mà chỉ bỏ qua cái thời xuân sắc. Mình à, mình đừng có nặng lời, tội nghiệp chị Trang nghe mình. Ê, con chim sáo sao rồi mày? Thì không sao hết á. Nó nói nhiều không? Nói được có một câu, có khách chán muốn chết. Cũng phải từ từ chứ, mày phải tập tính kiên trì, đúng không? Giống như con nít tập nói vậy đó. Đâu phải là ngủ một đêm sáng hôm sau vậy nói ào ào được đâu. Huống hồ gì con chim. Tao biết rồi mày. Ủa, nhưng mà mày tập nó nói gì vậy? Thì mày nhiều chuyện quá, mày đi về đi. Ừ. Cái thằng này bị gì vậy trời? Sao ơi, cũng tại tao. Tao lỡ làm cho cổ buồn rồi. Giờ tao không biết phải làm sao nữa. Mày mau biết nói đi, coi như là mày thay tao nói lời xin lỗi với cổ. Mày làm ơn mau mau biết nói giùm tao đi Sáu ơi. Năn nỉ mày đó. Ngọc Bích xinh đẹp, Ngọc Bích xinh đẹp. Sao? Mày biết nói rồi hả? Mày giỏi quá, giỏi quá. Mày nói được rồi, tao mừng quá. Đi, nói lại tao nghe đi. Nói lại tao nghe đi. Ngọc Bích xinh đẹp. Cảm ơn mày nha, mày giỏi quá. Đúng là khốn nạn thiệt. Tưởng đâu là sắp bắt được cái mẹ cá lớn, ai ngờ tất cả là tại thằng cháu của em. Đúng là vụ tính sự mà. Tức thiệt chứ. Chuyện nhỏ nhặt dặn rõ ràng như vậy mà làm cũng không được. Anh, có khi nào ổng bả đuổi mình đi không? Điều đó em không cần phải lo. Em còn có thằng Đức Tiến. Nó là kim bài miễn tử của em mà. Với lại ổng bả đâu có biết em với con Thảo đâu phải là chị em ruột đâu. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Ổng bả trọng con Thảo như vậy làm sao dám xua đuổi em. Ừ, anh nói cũng đúng. Nhưng mà anh chỉ e là từ nay ổng sẽ soi mối vô mình, khiến mình khó làm mọi việc theo ý của mình thôi. Lần này anh thấy là có vẻ ông cương quyết với thằng Đức Tiến lắm. Anh sợ cái chính sách ngu dân của em, cái chính sách mà em dành cho nó không thể áp dụng được. Cũng là vì má con bà ta. Từ ngày hai má con nó bước vô căn nhà này, em đã có linh cảm là có điều không hay rồi. Không được. Không thể nào để cho má con nó tiếp tục ở cái nhà này được. Em đuổi họ được sao? Để rồi coi. Nè, tiền công tháng này của chị. Dạ, tôi cảm ơn cô quản gia. Ừ. Cô ơi. Gì? Dạ, tiền công của tôi. Quên. Nè. Dạ thưa cô. Cái gì nữa? Cô có lộn không? Sao có nhiêu đây vậy cô? Chị quên rồi hả? Tôi đã nói rồi. Cứ hễ mỗi lần mà chị bị tôi quở trách á, là chị sẽ bị trừ công. Tháng này chị còn lại bao nhiêu đó là tôi rộng lượng với chị lắm rồi đó. Cô ơi, nhưng mà tôi... Cái gì? Không hài lòng đúng không? Không hài lòng thì cuốn gói đi, thấy không? Đâu có ai ngăn cản. Đúng là ép người quá đáng mà. Hay là chị nói với ông bà chủ biết đi. Thôi, không sao đâu. Không sao. Chị xinh đẹp. Chị xinh đẹp ơi. Tí, em kiếm chị có chuyện gì không? Chị coi nè. Trời ơi, sao ngon dữ vậy? Mà ở đâu em có? Má em nấu á, má ăn cho em cho chị á. Chị cảm ơn em nhiều nghe. Chị với em đã xong ăn nghe chị. Đi chị. Được rồi, tí đợi chị chút nha. Dạ. Con chào chú Tư. Chào con. Chị, ngồi đây đi chị. Ngồi đi chị, không sao. Hôm nay sao rồi anh? Có buồn không? Trời, nước nó lên quá trời lên, nó nói dạ trời ơi hãy ráng đi, năm nay mùa vụ mình làm thắng lớn. Tí, hay là chị em mình đừng ngồi đây. Vậy mình ngồi đâu? Đi theo chị rồi biết. Dạ. Tí. Bà. Dạ, con chào bà. Bà ơi, không phải lỗi tại tôi. Bà đừng có sợ, chị xinh đẹp không làm hại bà đâu. Dạ. Chị hiền lắm á. Không phải lỗi tại tôi, không phải đâu, không phải tôi mà. Dạ. Bà ơi, con biết á là không phải lỗi tại bà. Không có ai phiền trách gì bà đâu. Bà đừng có sợ nha. Thiệt hả? Bà chủ không có trách tôi hả? Dạ, tên của con là Ngọc Bích, không phải bà chủ. Bà đừng có sợ nghe. Con thấy là bà chủ cũng hiền lắm. Bà đâu có làm gì bà đâu. Bà chủ hiền. Tôi biết mà. Vậy từ nay bà đừng có sợ nữa nghe. Không sợ. Con có khoai lang nè. Dạ con mời bà. Bà ăn từ từ thôi. Này chị, khoai còn nhiều lắm. Khoai của em Tí đem tới mời bà đó. Dạ. Bà thấy em Tí có ngoan không? Từ từ thôi, ăn từ từ thôi. Bà ăn đi. Em cũng ăn đi. Dạ, chị ăn đi. Em ăn đi. Cảm ơn chị. Ăn no rồi phải không? Ăn no rồi trả bài tao nghe coi. Nói đi. Không phải câu đó. Nói theo tao nè. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Giỏi quá. Thưởng cho mày nè. Ăn đi. Tao cho mày giải lao một tí á. Ba cho con một tuần để suy nghĩ. Nếu như con vẫn không muốn học, ba sẽ chịu ý cho con nghỉ học. Con muốn rong chơi, ba sẽ để cho con rong chơi. Con bây giờ không còn nhỏ nữa. Ba hy vọng con suy nghĩ thật chín chắn. Sau một tuần rồi nói cho ba biết. Nghe chưa? Một tuần vẫn còn lâu mà. Dạ thưa cô. Nấu ăn kiểu gì mà cả nhà nuốt không vô? Để thừa mứa như vậy đó hả? Dạ thưa cô quản gia, tại vì hồi sớm này á, ông bà chủ... Bữa nay mà dám cãi tay đôi với tôi hả? Dạ xin cô quản gia thương tình. Tôi hứa lần sau tôi sẽ thận trọng hơn cho cô vừa lòng. Nè. Dạ. Bà thừa biết là dù bà có cố gắng tới đâu thì cũng không thể làm vừa lòng tôi được mà, đúng không? Dạ thưa cô. Cô cứ nói đi. Bây giờ tôi phải làm gì cô mới vừa lòng? Tôi sẽ ráng tôi làm mà cô. Tôi xin cô. Đi ra khỏi nhà này. Má con bà phải rời khỏi đây. Tôi sẽ cho một ít tiền làm vốn. Dạ. Đi. Tôi lại cô. Xin cô làm phước thương tình. Má con tôi không có chỗ nào để đi hết đó. Dạ tôi xin cô làm phước. Dạ. Má con bà giỏi lắm mà, siêng năng chăm chỉ lắm mà, thiếu gì nơi mướn, sợ gì mà đói rách chứ. Dạ cô ơi, cái mặt tôi xấu xí ghê gớm như vậy không ai dám nhận hết đâu cô ơi. Tôi lại cô làm ơn làm phước đi giùm tôi đi cô. Tao nói cho mày biết, nếu như mày cứ ương bướng cứ ở lại cái nhà này thì không những mày mà còn con gái của mày chắc chắn sẽ gặp tai họa. Tới chừng đó đừng trách tại sao tao độc ác, nghe chưa? Tao nói được là tao sẽ làm được. Không thể đưa con rời khỏi nơi này được. Khó khăn lắm con mới được ở bên cạnh người thân của con. Khó khăn lắm má mới được ở bên cạnh con trai của má. Bây giờ tuổi cực như thế nào má cũng chịu đựng được hết. Một ngày nào đó má sẽ trả con về nơi thuộc về con. Nhưng từ bây giờ tới ngày đó, chắc chắn má con mình sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng không sao đâu. Chỉ cần má còn sống trên đời, má sẽ bảo vệ con. con gái cô mang. Con cứ yên tâm học hành nha con. Ngọc Bích, cậu muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Tôi có chuyện muốn nói với Ngọc Bích. Có chuyện gì? Cậu nói đi. Tôi không muốn nói ở đây. Ngọc Bích đi theo tôi đi. Tôi không có đi đâu hết á. Có chuyện gì thì cậu nói đại ở đây đi. Đã nói là tôi không muốn nói ở đây mà. Xin lỗi cậu, cậu tránh đường cho tôi. Nè, đi với tôi đi. Tôi sẽ làm Ngọc Bích bất ngờ. Tôi bất ngờ về cậu quá đủ rồi. Tin tôi một lần đi mà, không được sao? Tin cậu hả? Cậu còn mặt mũi nào mà biểu tôi tin cậu nữa? Cậu hứa với tôi là không kiếm chuyện gây sự với tôi nữa mà. Vậy mà xé hết sách vở của tôi, còn biểu tôi tin cậu hả? Tôi... không phải là tôi mà. Tránh đường cho tôi đi. Ngọc Bích. Nè, buông ra. Tôi không buông. Tôi quyết định rồi. Hôm nay tôi không nói rõ với cô mọi chuyện. Tôi không cho cô đi đâu hết á. Cậu tưởng tôi thua cậu hả? Hết rồi. Cứu tôi. Cứu. 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 Cậu Vũ. Cậu Vũ. Cứu. Sắp ngợp thở chết rồi nè. Mừng quá, cậu tỉnh rồi. Cậu làm tôi hết hồn mà. Tôi xin lỗi nha. Tôi không ngờ là cậu không biết bơi. Ừ, tại tôi kiếm chuyện với cô trước, là lỗi của tôi. Rồi giờ cậu có sao không? Tôi không sao. Thiệt không? Mình tức giận nên lỡ tay xô cậu ta xuống sông, chứ mình đâu có cố ý. Hú hồn, may mà cậu ta không có bị gì. ơi, cô đệ tôi sắp ngập thở chết rồi nè. Mực quá, cậu tỉnh rồi. Cậu làm tôi hết hồn mà. Tôi xin lỗi nha, tôi không ngờ là cậu không có biết bơi. Ủa, sao chưa ngủ con? Dạ con ngủ liền. Cảm ơn mày, mày giỏi lắm. Hôm nay tao sẽ nhờ mày làm cầu nối để giải tỏa những hiềm khích giữa tao với cổ. Mày nhớ nha, khi mà mày gặp cổ, mày phải nói thiệt là lớn, thiệt là rõ. Mày nhớ không? Giỏi lắm. Từ từ thôi, cẩn thận nha, qua cầu nè, rồi từng bước, lên. Đúng rồi. Tới chưa vậy anh? Chưa, sắp tới rồi. Rồi, đứng yên nha, rồi. Tôi gỡ khăn ra được chưa? Ê, khoan. Tôi đố cô biết, cái này là cái gì? À, đoán đi. Cô biết lại gì không? Không, cái gì vậy anh? Đấy. À, cô rờ thử coi, đây là cái gì? Thôi vậy Ngọc Bích gỡ khăn ra đi. Tôi tháo khăn ra nha. Ừ. Rồi, bây giờ nhìn coi cái gì đây. Cái này. Cái này là tôi làm cho Ngọc Bích á. Lúc nào Ngọc Bích rảnh á, ra đây học bài. Ngồi ở chỗ này gió thoải mát lắm á. Anh làm cho tôi hả? Ừ. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi ngồi nghe. Ừ, Ngọc Bích ngồi thử đi. Thích quá à. Ngồi chắc nha, tôi để thử đó. Mát không, mát không? Mát. Ngọc Bích xinh đẹp. Đừng ngu. Đừng ngu. Mày. Uổng công tao. Con người đó không xứng đáng. Đồ hèn hả? Sao mình phải tức giận khi thấy cô ta vui đùa với người con trai khác chứ? Mình sao vậy? Mình bị làm sao vậy? Đúng rồi, là mình ghét thằng Tâm. Mình không ưa nó. Mình không muốn thấy nó vui cười với bất kỳ ai hết. Mày đến đi. Nhưng mà tại sao mình lại tốn công làm bao nhiêu chuyện như cô ta? Tại sao? Tại sao vậy? Không lẽ... Không. Không đâu. Tao biết rồi. Tại vì tao thấy có lỗi với cổ, cho nên tao muốn bù đắp cho cổ thôi. Mày hiểu không? Mày có hiểu không? Cái gì? Ngọc Bích nói sao? Thì xém nữa là tôi thành tội nhân thiên cổ rồi. Cũng may á là cậu chủ không có bị làm sao. Có ai về người ngang tàn phá phách như cậu là không biết bơi. Cậu chủ không biết bơi hả? Thì đó, tôi cũng bất ngờ. Bởi vậy á tôi mới đẩy cậu chủ xuống ao, xém chết luôn á. Ngọc Bích đã bị cậu chủ gạt rồi. Gạt hả? Ừ. Cậu chủ không những biết bơi mà cậu chủ còn bơi rất là giỏi nữa kìa. Ở cái làng này á, cậu chủ là bơi giỏi nhất đó. Vậy là Ngọc Bích bị cậu chủ lừa rồi. Tôi nói thiệt á, ai cũng biết hết trơn á. Anh lại đi Sài Gòn hả? Anh có biết là 2 tháng nay anh đi Sài Gòn bao nhiêu lần rồi không? Trời ơi, cho anh đi chơi chứ bắt anh ở không ngồi nhà làm cái giống gì. Lúc trước á, anh nói hễ mà anh lãnh ruộng đất về là anh không còn thời gian để đi đâu. Vậy mà từ ngày anh lãnh ruộng tới bây giờ á, là anh đi Sài Gòn còn nhiều hơn lúc trước. Bộ anh không có tính lo ruộng rẫy gì hết hả? Có cái gì hơi đâu mà lo. Anh giao cho mấy thằng tá điền coi sóc hết rồi. Tụi nó có kinh nghiệm chứ anh có biết cái khỉ gì đâu. Anh đó, làm cái gì cũng phải vừa vừa phải phải. Lường công tụi nó quá. Coi chừng có ngày tụi nó tức nước dở bờ, rồi tụi nó kéo tới mét với ông Lâm là chết chùm cả đám đó. Đủ cha tụi nó dám. Thằng nào 3 đầu 6 tay dám tố anh. Suốt ngày anh cặp kè ăn nhậu dông hương quảng ông xã trưởng. Anh đố thằng nào mà dám. Nè, đừng để cho em biết anh có con nào trên Sài Gòn đó. Ê, có mỗi mình con này là đủ mệt rồi. Có con nào khác sao chịu nổi. Thôi, thích gì anh lên Sài Gòn anh mua về cho. Son phấn hay là nước hoa. 10 mấy năm qua em phải đóng vai một bà gì, lúc nào cũng yêu thương cháu mình, lúc nào cũng phải bảo vệ cho cháu mình. Son phấn nước hoa vô ích. Coi bộ á nha, cái vở kịch này còn lâu mới hạ màn. Tội nghiệp cho em. Mình ráng chút nữa đi em, sẽ có ngày mình được như ý thôi. Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em, anh đừng có bỏ rơi em, là em sẽ đủ sức kiên trì tới phút chót. Anh biết rồi. 10 mấy năm qua không phải lúc nào anh cũng bên cạnh em hay sao? Đúng không? Em đi Sài Gòn với anh nha. Được, có em đi cùng anh vui nữa là khác à. Nè hai chị, dừng tay nghe tôi dặn nè. Dạ thưa bà chủ. Hai vợ chồng tôi với Ngọc Thủy về quê mấy hôm. Dạ. Với lại dì Trang với cậu Được không có nhà, cho nên hai chị dòm ngó trong ngoài giùm tôi nha. Dạ bà chủ cứ yên tâm. Với lại Đức Tiến không có đi chung, hai chị lo cơm nước cho nó, nhớ nhắc nó ăn đúng bữa nghe. Dạ. Dạ tôi đi à nghe. Dạ. Cậu chủ! Đời người một dòng đổ ra biển cả, con trôi nước trôi chậm quá bạc yeah. Chứ mình bị điên rồi á, sao lúc nào cũng nghĩ tới nó hoài vậy? Nó chỉ làm con ở đợi thôi mà. Ở đợi thì sao? Chẳng qua nó không may sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Con may mắn hơn nó nhiều. Nhưng nếu con không biết trân trọng những gì mà mình đang có, bà không chắc tương lai của con, vị trí con với nó ai cao hơn. Ta biết bơi, bơi giỏi đấy. Ta gạt mình, cậu ta không hề bất tỉnh. Vậy là lúc đó đồ lưu manh, đồ hèn hạ. Mình phải tìm cách nào đó để cho cậu ta một bài học nhớ đời. Nhất định mình phải tìm cách. Con rắn Cô chủ ơi, sao vậy cô chủ? Nè, vậy đi phải đi rồi. Em không chịu đâu. Tối nay hả, anh phải ngủ lại đây với em á. Vậy để lần sau đi. Lần này có bà cô già đi chung với anh rồi. Thôi để lần sau. Mặc kệ bà ta chứ, em không có chịu đâu. Em không có chịu để anh đi đâu hết đó. Nè, đi được chưa? Em để mặt anh lắm á. Tại vì hả, em không có muốn anh bị bà già kia làm tội làm tình. Em mới chịu để cho anh đi đó nha. Anh làm gì vậy? Em đã làm đúng như là anh dặn rồi mà. Anh coi coi, có dính son hay là mùi nước hoa của em không? Nè, thôi, anh ngửi coi. Thôi, cẩn thận vẫn hơn mà. Coi bộ á, anh sợ bà già đó dữ à nha. Sợ gì mà sợ? Anh mà sợ à? Chẳng qua nó là cái mỏ vàng mà anh là người chờ tới ngày khai thác. Dạ gì để công sức bao nhiêu năm qua bị mất trắng hả em? Vàng bạc á hay là kim cương gì á, em cũng đều thích hết. Anh nhớ á là khai thác mỏ vàng. Rồi anh đừng có quên em á nha. Anh biết rồi. Anh đi nghe. Thầy ơi, cậu chủ tôi có sao không thầy? Cũng thật may, trong thời gian mà chờ qua tới, cậu chủ được sơ cứu kịp thời, nên giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hòa cũng có lời khen cho người nào đã kịp thời cứu nguy cho cậu chủ. Là chị đó. Hả? Chị vừa nghe cậu chủ bị rắn cắn là chị nhào vô, chị nặng rồi hút máu độc phun ra ngoài. Xong á, chị còn kêu tôi ra giường hai trái đu đủ non á, rồi lấy mũ đắp cho thương nữa đó. Chị thật nhanh nhẹn và có hiểu biết. Nếu mà không làm như vậy á, thì khi qua tới đây cậu chủ chỉ còn là cái xác. Dạ đội ơn thầy. Tại có thời gian á, má con tôi làm giúp việc cho thầy Lan đó thầy. Mà thầy Lan cũng biết là má con tôi đi mần mướn ở ngoài ruộng ngoài đồng, rồi lội sông lội suối nữa. Cái thầy mới dạy cho một số bài để phòng thân vậy đó. Dạ. Giờ tôi ra ngoài ghi toa, chị ra ngoài tiệm á, hốt vài thang thuốc rồi về sắc cho cậu chủ uống. Dạ. Giờ mọi người yên tâm đi, cậu chủ thoát qua được nạn tử rồi. Bây giờ có ngủ mê man thì mọi người cũng đừng có sợ. Dạ đội ơn thầy. Dạ. Thầy về. Dạ thầy. Cảm ơn. Cậu chủ ơi, Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi cậu. Cậu tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại mà bắn chửi tôi nè. Tỉnh lại mà kiếm chuyện gây sự với tôi đi. Tôi cho cậu nuốt lại hứa đó. Tỉnh lại mà gây sự với tôi đi cậu. Con cầu xin trời Phật, Thánh Thần phù hộ độ trì cho cậu chủ của con mau tỉnh lại. Con xin tình nguyện sống ít đi, 5-10 năm gì cũng được hết, chỉ cần cậu chủ con mau tỉnh lại. Cậu chủ con mà có bề nào, ông bà chủ của con không sống nổi đâu. Con cầu xin trời Phật, Thánh Thần. Thôi Đạt, Bích, má, thầy Lan đã nói cậu chủ không có sao hết á, con đừng có lo lắng quá. Con không sao. Sao cậu chủ cứ nằm mê man hoài với má? Thầy đã dặn rồi mà, không có sao hết á. Nè, con yên tâm xuống dưới ngủ một giấc đi, để má canh chừng cậu chủ cho. Vì cứu con mà cậu chủ mới ra như vậy. Con không đi được đâu má. Con có ngồi đây cũng đâu có giúp gì được đâu. Má lớn tuổi rồi, má ngủ ít lắm, để má canh chừng cậu chủ cho. Con đang tuổi ăn tuổi ngủ, đi xuống dưới ngủ một giấc. Dậy đi, không chừng con ngủ một giấc thức dậy là cậu chủ cũng tỉnh luôn rồi đó. Nhưng mà... Nghe lời má, cậu chủ mà tỉnh lại má kêu con liền nghe. Dạ, vậy có gì má nhớ kêu con liền nha. Má biết rồi, đi xuống dưới ngủ đi. Đi đi mà. Cậu chủ ơi, cậu chủ ơi. Con trai của má, cho má được ôm con một chút thôi.